Bồ Đào Nha đã tới lúc không cần Cristiano Ronaldo. SP Live Channel. Cách đây vài ngày, tất cả đều sôi sục trước phát biểu có phần cứng rắn của hậu vệ cánh Joao Cancelo về trường hợp của đàn anh Cristiano Ronaldo. Ronaldo là một cầu thủ quan trọng và đã dành 15 năm cạnh tranh với Messi cho danh hiệu quả bóng vàng. Nhưng đỉnh cao sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá là ở độ tuổi 25 đến 32. Anh ấy đương nhiên vẫn là cầu thủ quan trọng với chúng tôi, nhưng đội tuyển quốc gia không hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Lập tức người ta chỉ trích Cancelo là kẻ không biết kính trên nhường dưới, cư xử kém, ăn nói không biết cân nhắc, và người ta cũng dự liệu kết quả của cầu thủ đang được Manchester City cho Barca mượn là như thế nào nếu Ronaldo bức xúc. Nhưng ngay khi nghe đàn em nói vậy, Ronaldo cũng chỉ đáp lại bằng cách đăng ảnh cả nhà đang đi xả hơi tại một bãi biển rất đẹp ở Saudi Arabia. Có hai lý do để tạm giải thích cho cách hành xử của Ronaldo. Đầu tiên là anh bây giờ không còn trẻ trâu nữa mà đi tranh cãi hay nổi điên với phát biểu đó của Cancelo. Anh sẽ làm mọi cách để chứng minh mình vẫn còn quan trọng với đội tuyển quốc gia. Thứ hai, Ronaldo thừa hiểu anh kiểu gì cũng sẽ đá chính ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tại Euro 2024. Chẳng huấn luyện viên nào dám gạt Ronaldo. Ngay cả huấn luyện viên Roberto Martinez mới được bổ nhiệm, ông còn phải khen và lấy lòng Ronaldo thì đủ hiểu. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không, CR7 mặc nhiên có mặt ở đội hình ra sân. Nhưng trong ngày Ronaldo đang vui vẻ bên gia đình, Bồ Đào Nha đã có màn tập duyệt đầy ấn tượng trước Thụy Điển. Đối thủ mà Anh, Đức, Pháp, Brazil, Hà Lan hay Italia cũng chẳng thích đối đầu. Tuy vậy, 90 phút gặp Thụy Điển đã phô diễn sức mạnh khủng khiếp của Sele Sao châu Âu. Một Bồ Đào Nha đang thực sự là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Euro 2024. Thụy Điển, đội xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA và kém Bồ Đào Nha 19 bậc, luôn mang tới nhiều rắc rối cho các đối thủ bởi thể lực và lối đá siêu khó chịu. Nhưng trước đội bóng Bắc Âu, Martinez xếp Goncalo Ramos chơi ở vị trí trung phòng, cánh phải là Bernardo Silva, còn Rafael Leao bám biên trái. Bộ ba này với sự trợ giúp của Bruno Fernandes ở vai trò hậu công lần lượt tỏa sáng, như Rafael Leao ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 24, Goncalo Ramos lập công ở phút thứ 61, còn Bernardo Silva kiến tạo cho Matheus Nunes với bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 ở phút thứ 33. Thậm chí, chân sút sinh năm 1994 là Bruma của câu lạc bộ Sporting Braga cũng gây ấn tượng với một bàn thắng từ được kiến tạo của Bruno Fernandes. Rõ ràng, để ghi bàn vào lưới đội bóng nổi tiếng với lối chơi rắn và mạnh mẽ như Thụy Điển chẳng dễ. Đằng này, Bồ Đào Nha lại sút tung lưới đối thủ tới 5 lần. Quan trọng hơn, ba tiền đạo Leao, Bruma, Ramos đều lập công. Sự ăn ý của họ với những vệ tinh xung quanh giúp cho Bồ Đào Nha tạo ra sức ép liên tục về phía cầu môn đối phương. Trước dàn sao của đội chủ nhà, hàng phòng ngự của Thụy Điển ngơ ngác, thay vì như trước đây cứ khóa chặt Ronaldo là xong. Đây chắc chắn sẽ là bài toán cho các đội bóng phải đối đầu với Bồ Đào Nha trên đất Đức vào mùa hè tới. Qua trận thắng Thụy Điển cũng cho thấy, Bồ Đào Nha có vô số lựa chọn, chất lượng và đủ sức để gánh vác trọng trách ghi bàn khi Ronaldo không ra sân hoặc khi anh dã từ đội tuyển quốc gia. Tức là nhận định về việc Bồ Đào Nha không nhất thiết phải có CR7 đang đúng. Đấy là còn chưa kể, Bồ Đào Nha đang thiếu Diogo Jota, chân sút linh hoạt đang khoác áo Liverpool nhưng không lên tuyển lần này vì chấn thương. Quả thực hàng công của Bồ Đào Nha quá phong phú và đáng sợ với mọi hàng thủ. Giờ tất cả họ sẽ phải cố gắng hết sức để có thể lọt vào danh sách cuối cùng tới đất Đức vào mùa hè này. Còn Cristiano Ronaldo, anh chắc chắn cũng có những tính toán nhất định, hoặc CR7 sẽ nghĩ lại lời nói của Cancelo và nhớ về World Cup năm 2022. Ở vòng chung kết World Cup năm 2022, huấn luyện viên Fernando Santos phải nói chuyện, thuyết phục Ronaldo ngồi ngoài dự bị khi nhận thấy Bồ Đào Nha phải có sự thay đổi nơi hàng công. Cuối cùng, Ronaldo chấp nhận nhưng anh không vui. Chỉ là Ronaldo hiểu rằng, chiến thắng của đội nhà mới là quan trọng nhất. Anh đã bị đối phương hiểu quá rõ và ngồi dự bị đôi khi cũng hay. Tiếc là ở giải đấu đó, Bồ Đào Nha không thể đi xa hơn vòng tứ kết. Với việc gần như chắc chắn có tên trong kỳ Euro năm 2024 tại đất Đức, Ronaldo đang đứng trước nhiều cơ hội phá vỡ kỷ lục tại giải đấu số 1 cấp đội tuyển quốc gia tại châu Âu. Cụ thể, CR7 sẽ có lần thứ 6 tham dự các kỳ Euro trong sự nghiệp. Điều này giúp cho cựu sao MU trở thành cầu thủ có số lần tham dự giải đấu này nhiều nhất lịch sử. Chưa hết, CR7 đang là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của giải đấu này. Hiện tại, ngôi sao thuộc biên chế Anas đã có cho mình 14 pha lập công ở các vòng chung kết Euro từ trước đến nay. Bỏ xa người xếp thứ hai là huyền thoại Michael Platini với 9 bàn. Cách đây chưa lâu, huyền thoại người Bồ Đào Nha đã kết thúc năm 2023 với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất thế giới với 54 bàn. Xét cho cùng, Ronaldo đã rất gần với tuổi 40. Anh có thể có cơ thể như những cậu nhóc mới 19-20, nhưng tuổi tác vẫn là tuổi tác. Nó đôi khi không hẳn sẽ song hành với thể trạng. Như ở World Cup năm 2022, Ronaldo bế tắc ra sao trước hàng thủ của Maroc và trước đó là thủ Hàn Quốc ở vòng bảng. Anh không tranh chấp hay đua tốc độ được với các cầu thủ trẻ trung và sẵn sàng chơi quyết liệt. Với chiến thuật hiện đại,
cả 11 cầu thủ cũng phải tham gia vào trận đấu. Ngay cả thủ môn cũng sẽ phải là một phần phát triển lối chơi. 10 người còn lại không thể phục vụ một người, tất cả phải là một khối, cùng pressing, cùng phòng ngự và cùng tấn công. Đó sẽ là vấn đề lớn của Ronaldo. Kinh nghiệm, khả năng dẫn dắt và kỹ năng ghi bàn của CR7 chưa mai một, nhưng không nhất thiết cứ phải đá chính. Ronaldo có thể đóng góp phần nào đó vào lưới chơi của đội nhà, hay đơn giản chỉ cần 45 phút để thỏa sức bùng nổ. Đó là quãng thời gian phù hợp với một cầu thủ lớn tuổi, hoặc thậm chí phải ít hơn. Ronaldo giờ đây sẽ phải tự hỏi, anh muốn cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro lần thứ 2 trong lịch sử, hay thích lại để người ta dè bỉu và chỉ trích mình như mỗi khi đội bóng này thất bại ở các giải đấu lớn như mọi khi. Tới đây, thời lượng của video cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của FPL Channel. Đừng quên like, subscribe và bật chuông để nhận thông báo khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.